phát biểu trên được đại sứ việt nam tại áo nguyễn trung kiên đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm chính thức cs áo của chủ tịch nước võ văn thưởng theo đại sứ đây cũng là dịp để hai nước khẳng định mối quan hệ rất tốt đẹp đang phát triển toàn diện song phương đồng thời cũng là chuyến thăm để chủ tịch nước tiếp xúc làm việc với các diễn đàn ngoại giao đa phương qua đó khẳng định tiếng nói và vai trò của việt nam trên các diễn đàn quốc tế đa phương trong khuôn khổ chuyến thăm chủ tịch nước võ văn thưởng sẽ có các cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của áo trong đó Chủ tịch nước sẽ dự lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống áo Alexander Van der Bellen, hội kiến với Chủ tịch Thượng viện áo Claudia Apa, đến gặp và làm việc với Thủ hiến các bang viên và Bùa Lan của Áo. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ, làm việc với đại diện các tổ chức quốc tế, trong đó có quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, y ngắn AEA. Với các cuộc làm việc này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác và khẳng định ưu tiên của Đảng và Nhà nước ta trong hợp tác với các tổ chức quốc tế đa phương này chủ tịch nước cũng sẽ có cuộc gặp gỡ nói chuyện với đại diện cộng đồng người việt tại áo và một số nước châu âu đánh giá về tổng quan quan hệ song phương đại sứ nguyễn trung kiên cho hay quan hệ giữa việt nam và áo là một trong những mối quan hệ quan trọng trong quan hệ của cả hai nước